Tập đoàn Điện lực Đồng Nai, công ty Thủy điện Trị An, thông báo về việc kết thúc xả tràn hồ chứa Thủy điện Trị An. Căn cứ theo tình hình thủy văn trên lưu vực sông Đồng Nai, công ty Thủy điện Trị An sẽ ngừng xả nước qua tràn như sau. Thời gian ngừng xả nước qua tràn đóng tràn, lúc 8 giờ sáng ngày 10 tháng 10 năm 2023. Theo thông báo này, tất cả người dân chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ để đi bắt cá khủng. Lưu ý chỉ được sử dụng chài, lưới, không được sử dụng các loại máy móc có tính chất hủy diệt như máy trích điện, giả cá vân, vân. Cảm ơn mọi người đã xem bản tin. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để được theo dõi những video đóng tràn và bắt cá khủng của người dân nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.